con hỏi mẹ sao cài hoa màu trắng vào những ngày báo hiếu lễ Vu Lan, sao không cài hoa hồng màu tươi thắm. Mẹ khẽ nói mẹ không còn có mẹ, như dòng sông những chiều đông lạnh giá, kẻ vô phần nên mẹ sớm ra đi. Thân cô quạnh sống một đời lặng lẽ, tìm đâu thấy tình nào như tình mẹ. Thương bao kẻ mất mẹ từ ấu thơ, thiếu tình thương đậm đà ấm êm, thiếu vòng tay dịu dàng thương mến, thiếu hơi ấm cõi lòng khi giá băng, con được luôn gọi tiếng mẹ ơi. Bên cạnh mẹ trong vòng tay chiều mến, vòng tay hiền với tất cả thương yêu, như trăng tròn những ngày rằm soi sáng, tình mẫu từ ngàn năm còn mang nặng. Ôi lòng mẹ cao cả vô bờ bến, tình yêu mẹ vẫn suốt đời không quên. Con hơn người có mẹ hiền bên con, là hạnh phúc cài lên chiếc hoa hồng. Con hỏi mẹ sao cài hoa màu trắng vào những ngày báo hiếu lễ Vu Lan, sao không cài hoa hồng màu tươi thắm. Mẹ khẽ nói mẹ không còn có mẹ, như dòng sông những chiều đông lạnh giá, kẻ vô phần nên mẹ sớm ra đi. Thân cô quạnh sống một đời lặng lẽ, tìm đâu thấy tình nào như tình mẹ. Thương bao kẻ mất mẹ từ ấu thơ, thiếu tình thương đậm đà ấm êm, thiếu vòng tay dịu dàng thương mến, thiếu hơi ấm cõi lòng khi giá băng, hình bến đèn ngồi hát hiu, thiếu lời khuyên ngọt ngào thiết tha, thiếu bàn tay dịu hiền sớm tối, để con được luôn gọi tiếng mẹ ơi. Bên cạnh mẹ trong vòng tay chiều mến, vòng tay hiền với tất cả thương yêu, như trăng tròn những ngày rằm soi sáng, tình mẫu từ ngàn năm còn mang nặng. Mọi người là căng sáng lên rồi. Thank you.
sao mà nó giật vậy? Thank you.
xích qua chút xíu nữa. Bên anh hai á, xích qua. Đừng đúng hai. Hôm nay
đình thần tấn lại và tổ chức gai đàn để cầu siêu cho bá tánh, các quan hồn tử thiện, các đồng bào tử nạn. Hôm nay chúng con cung thỉnh thần hoàng hổ cảnh về đây để chứng minh cái lễ gai đàn trong 3 năm đáo lễ để cầu siêu cho các linh hồn, quan hồn, tử sĩ đã phạm vào chứng nạn, đồng thời cầu cho có thượng giáo hòa bá tánh được an căn thịnh vượng.
yên